Hi, mình là Chloe đây. Chào mừng các bạn đã tới với Mọt Game. Nếu có ai hỏi Chloe rằng có một tựa game visual novel nào kết hợp thành công với hai yếu tố dễ thương và dễ sợ hay không, thì mình sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là Doki Doki Literature Club. Ngay từ khi mới ra mắt thì đây là một tựa game cực hot khiến nhiều cho anh em ớn lạnh. Nhưng game hay nào thì cũng phải tới lúc chán mà thôi. Chloe đã từng hy vọng rằng sẽ có một cái gương mặt nổi bật để chiếm lấy vị trí của Doki Doki, nhưng chờ mãi mà lại không có một cái tên sáng giá nào cả. Hôm nay, tự nhiên Chloe lại lướt được một tựa game visual novel có một cái tên khá là gợi đòn, đó là You and Me and Her, A Love Story. Hình ảnh giới thiệu thì rõ là trong sáng, vui tay phun mây que đến như vậy, nhưng lại được gắn với một cái tag là Psychological Horror. Nhớ năm xưa, Doki Doki cũng từng khiến nhiều anh em phải khóc thét vì sự trá hình của mình, thì biết đâu bây giờ lịch sử lại lặp lại thì sao? Hãy cùng với Chloe tìm hiểu nội dung trong You and Me and Her, A Love Story nhé! À, đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của tụi mình cũng như là kênh TikTok của Chloe nhé. You and Me and Her, A Love Story, hay Chuyện tình giữa anh, em và cô ấy, là tựa game visual novel thuộc thể loại kinh dị do Nitro Plus phát hành ở Nhật Bản vào năm 2013. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, thì nội dung của trò chơi nói về câu chuyện tình tay ba vô cùng trong sáng giữa chàng trai Suzuki Shinichi và hai cô gái là Sone Miyuki và Muko Aoi. Đi theo mô típ thường thấy của những câu chuyện tình yêu lấy bối cảnh học đường, Shinichi sẽ phải đau đầu khi phải lựa chọn giữa Miyuki và Aoi. Shinichi sẽ chọn ai và mối quan hệ tay ba này có kết thúc dễ dàng hay không? Lý do tại sao tựa game này lại được xếp vào thể loại kinh dị? Các bạn hãy cùng Mọt đi tìm câu trả lời nha. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên like, đăng ký và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sắp ra mắt của Mọt Game nhé. Đôi ta ở trên tình bạn. Trò chơi mở đầu bằng cảnh Shinichi bước lên sân thượng của trường, nơi yêu thích của cậu ta, và tình cờ nhặt được một chiếc điện thoại vô chủ. Lúc này, một cô gái tóc hồng đứng trên nóc sân thượng giơ tay lên trời, phát ra những âm thanh kỳ lạ. Và đây cũng là một trong hai nữ chính của chúng ta, Muko Aoi. Nhìn thấy Shinichi, Aoi lập tức lao đến đè cậu xuống đất và đòi hôn cậu ta để sạc năng lượng. Và dù Shinichi có từ chối hay không thì Aoi vẫn sẽ hôn cậu. Nhưng ngay lúc môi hai người sắp chạm nhau, nữ chính còn lại là Sone Miyuki đột ngột xuất hiện. Với cây gậy bóng chày trong tay, Miyuki lấy danh nghĩa bạn gái của Shinichi và yêu cầu Aoi phải tránh xa cậu ra. Tuy nhiên, Aoi nhanh chóng vạch trần lời nói dối của Miyuki và bảo cô với Shinichi thật ra chẳng là gì của nhau cả. Và hiển nhiên điều này đã làm Miyuki tức giận. Thế nhưng, trái với sự giận dữ của Miyuki, thái độ của Aoi khá là nhẫn nhơ. Cô thậm chí còn nói mình là người do thần linh phái tới và yêu cầu Miyuki hãy hôn Shinichi để chứng minh hai người là một cặp. Và đương nhiên là Miyuki không làm được. Sau khi Aoi rời đi, Miyuki bắt đầu trách Shinichi rằng sao anh không chịu công khai mối quan hệ giữa cả hai người. Và từ sau đó, Miyuki có ấn tượng vô cùng tồi tệ với Aoi. Không chỉ vì Aoi vạch trần mối quan hệ giữa cô và Shinichi, mà còn vì Aoi luôn nói mấy thứ ngớ ngẩn như thế giới này là một trò chơi chẳng hạn. Trái với Miyuki, Shinichi lại thấy tội nghiệp cho Aoi vì cô chỉ luôn có một mình. Dường như có một thứ gì đó thôi thúc anh mang lại niềm vui cho Aoi. Và thế là Shinichi đã quyết định năn nỉ Miyuki làm bạn với Aoi. Dù không muốn lắm nhưng cuối cùng Miyuki vẫn chấp nhận làm bạn với Aoi. Nhưng thật ra Miyuki chỉ mượn Aoi để có thể tiếp cận gần hơn với Shinichi mà thôi. Càng gần bên nhau, hai cô gái càng hiểu nhau hơn và dần trở thành bạn thân. Nhóm bạn ba người gồm Miyuki, Aoi và Shinichi cùng trò chuyện, chụp ảnh và cùng ăn cơm trên sân thượng của trường. Nhưng Miyuki và Aoi càng thân nhau, Shinichi càng cảm thấy căng thẳng vì cậu nhận ra mối quan hệ giữa cả ba không chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Nhất là khi việc Miyuki có tình cảm với cậu là điều quá rõ ràng. Và Shinichi thì... cậu ta cũng thích cả hai nữa. Nhưng vì trò chơi không có root harem như một số tựa game cùng thể loại khác, vậy nên Shinichi chỉ có thể chọn một trong hai người. Cậu sẽ chọn ai? Cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp giỏi giang Miyuki hay cô gái ngây thơ nhưng cũng không kém phần kỳ lạ là Aoi? Nhưng dù có chọn ai thì mọi con đường đều sẽ dẫn người chơi và Shinichi đến root của Miyuki. Để giải thích cho điều này thì trong game, nếu cố đi theo root của Aoi, cô sẽ nói rằng thế giới này chẳng qua chỉ là một trò chơi, Miyuki và Shinichi mới là một đôi. Và vì Shinichi có tình cảm với cô thật ra chỉ là một lỗi của hệ thống. Sau đó, Aoi liên lạc với một thực thể mà cô gọi là Chúa và yêu cầu ngài ra bản patch vá lại trò chơi, để Shinichi không thể kết thúc với ai khác ngoài Miyuki. Ở dưới tình yêu.
Trong rút của Miyuki, Aoi và Miyuki sẽ có một cuộc đối đầu căng thẳng với nhau, và sau chuyện đó, Aoi biến mất. Từ sau khi Aoi đi, mối quan hệ giữa Miyuki và Shinichi cũng ngày càng tệ hại. Cả hai thậm chí không hề nói với nhau câu nào trong mấy tuần liền. Có lẽ họ đều mang một nỗi trăn trở của riêng mình. Và rồi khi Aoi quay trở lại, cô đã hối thúc Shinichi hãy đi tỏ tình với Miyuki. Được Aoi động viên, Shinichi lấy hết can đảm lao đến nhà hát nơi Miyuki đang diễn kịch và tỏ tình với cô. Đương nhiên là sau chuyện đó, Miyuki và Shinichi đã trở thành một đôi. Còn Aoi, cô biến mất không một dấu vết. Miyuki và Shinichi không nhớ cô là ai. Thậm chí, tấm ảnh cả ba cùng chụp trên sân thượng cũng không hề có mặt của cô, cứ như Aoi chưa từng tồn tại vậy. Đến đây, chắc chắn các bạn sẽ rất tò mò, rốt cuộc trò chơi có root của Aoi hay không, hay chỉ có mỗi Miyuki. Thực ra là có, khi khởi động lại trò chơi, ta sẽ thấy những mẫu đối thoại có thay đổi so với lần trước. Và sau khi chơi đi chơi lại root của Miyuki nhiều lần, ta mới có thể mở được root của Aoi. Trong root của Aoi, Shinichi sẽ tìm thấy Aoi trước khi cô mất tích. Sau khi thổ lộ lòng mình, Shinichi và Aoi đã chính thức yêu nhau. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây. Không lâu sau đó, Shinichi thấy Aoi có nhiều biểu hiện lạ và bắt đầu nghi ngờ cô đang cấm sừng mình. Và thế là Shinichi đã nhờ Miyuki và cậu bạn thân Yusaro tìm hiểu xem rốt cuộc Aoi có đang gian díu sau lưng mình hay không. Đến đây, câu chuyện sẽ bắt đầu thay đổi theo hướng NTR như trong một vài bộ manga của Nhật. Cho anh em nào chưa biết thì NTR là thể loại mà người yêu của nhân vật chính bị ai đó cướp vì một lý do nào đó. Và sau khi điều tra thì Aoi quả thật đang lén lút qua lại với một chàng trai khác sau lưng Shinichi. Nhưng còn bất ngờ hơn là người mà Aoi đang qua lại là chính là Haru, em trai của Yusaro. Sau khi bị phát hiện, Aoi thú nhận thế giới này chỉ là một trò chơi, còn mình là một nhân vật do vị chúa giấu mặt tạo ra, và cô có nhiệm vụ đi thu thập những cảnh nóng. Theo lời Aoi, nếu muốn sống thì cô cần phải ngủ với càng nhiều người đàn ông càng tốt. Đó cũng là lý do tại sao trong lần đầu gặp gỡ, Aoi đã đòi hôn Shinichi để nạp năng lượng. Còn bây giờ, dù đang quen với Shinichi, nhưng cô vẫn phải ngủ với Haru để tiếp tục sống. Nghe câu chuyện của Aoi, Shinichi thông cảm cho cô và đồng ý chơi threesome với Haru để Aoi được sống. Sau khi cả ba lăn lộn chán chê, Haru ra về để lại Shinichi và Aoi nằm tâm sự trên giường. Khung cảnh vốn ngỡ sẽ rất lãng mạn, như lúc này Miyuki đột nhiên xuất hiện. Hóa ra ngay từ đầu Miyuki đã nấp dưới gầm giường và chứng kiến toàn bộ câu chuyện, kể cả lúc Shinichi và Aoi chơi threesome với Haru. Quá sốc với những gì mình nghe thấy, cô gái trẻ chạy ra khỏi phòng. Aoi hỏi rằng Shinichi có yêu Miyuki không, và liệu anh có chia tay với cô để đến với Miyuki hay không. Shinichi trấn an Aoi và bảo cô hãy ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Một lúc sau, Miyuki quay lại với gương mặt dính máu và một bó hoa bách hợp. Miyuki nói rằng cô vốn định tặng nó cho Shinichi làm quà sinh nhật, nhưng trớ trêu thay, thứ chờ đón cô lại là một cảnh tượng không thể nào diễn tả nổi. Lúc này, Shinichi bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước những biểu cảm bất thường của Miyuki, còn Miyuki thì vẫn nở nụ cười như chưa có gì xảy ra. Cô ném bó hoa xuống để lộ một cây gậy bóng chày đẫm máu. Miyuki nói mình đã dùng thứ này để đập chết con mèo Aoi nuôi. Nói dứt lời, Miyuki liền dùng gậy bóng chày đập chết Aoi còn đang say giấc. Trong cơn điên loạn, Miyuki cũng tiết lộ chính mình đã nhìn thấy Aoi ngoại tình, nhưng thay vì vạch trần ngay lúc đó, cô lại âm thầm báo cho Shinichi. Miyuki cho rằng chỉ cần bị bắt gian tại trận, Shinichi sẽ tức giận chia tay Aoi và mình có thể đến với anh. Nhưng không ngờ, Shinichi lại là con người đồi trụy đến mức như vậy. Miyuki càng tức giận hơn, vì trong những lần hẹn hò, Shinichi đã luôn thề thốt sẽ bên cô trọn đời. Để trừng phạt Shinichi vì tội ngoại tình, Miyuki đã cắt luôn củ quý của cậu ta. Sau khi làm Shinichi mê man vì mất quá nhiều máu, Miyuki bắt đầu nhìn thẳng vào màn hình và nói chuyện với người chơi. Lúc này ta sẽ thấy bức tường thứ tư đã bị phá vỡ. Miyuki dường như có toàn bộ ký ức về những lần bị chúng ta điều khiển trong root của cô ấy. Lúc này, Miyuki cũng giống như Aoi, bắt đầu liên lạc với một vị chúa giấu mặt. Cô yêu cầu ngài hãy tạo bản vá mới cho trò chơi, để chắc chắn Shinichi chỉ có thể đến với mình cô mà thôi. Thật vui biết bao khi bị NTR. Sau khi màn hình chuyển về màu đen, trò chơi sẽ được lập trình lại và bạn phải chơi từ đầu. Nhưng lần này, Aoi đã bị xóa và Shinichi chỉ có thể tương tác với một mình Miyuki. Ngoài ra, Miyuki còn tiết lộ rằng cô đã điều khiển trò chơi và biến nó thành một vòng lặp vô hạn. Như vậy thì cả Shinichi và người chơi sẽ ở bên cô mãi mãi. Shinichi và bạn, tức là người chơi đã bị mắc kẹt. Và cách duy nhất để thoát
chính là ăn trộm chiếc điện thoại của Miyuki và nhập mã code đặc biệt để gọi cho chúa. Người chơi phải làm thật nhanh nếu không muốn Miyuki đi vào và đâm Shinichi chết tươi. Nếu thực hiện cuộc gọi thành công, chúa sẽ tiết lộ cho người chơi cách để đưa Aoi quay về. Đó là tăng hoặc giảm tối đa tình cảm của Miyuki đối với người chơi. Sau khi thực hiện hướng dẫn để đưa Aoi trở về, người chơi phải đưa ra quyết định chọn lựa Aoi hoặc Miyuki. Trước khi đưa ra lựa chọn, Shinichi sẽ nói với người chơi chỉ nên chọn một trong hai. Shinichi bảo anh ta không thể cản bạn chơi lại để mở khóa cả hai kết thúc, nhưng nếu trân trọng các cô gái thì chỉ nên dừng lại ở một ending mà thôi. Đương nhiên là một người chung thủy, tôi đã quyết định chơi hết cả hai ending. Không có đâu. Trong ending đầu tiên, nếu chọn Aoi thì cô ta sẽ biến mất và trò chơi được reset lại từ đầu. Shinichi đi lên sân thượng và đón nhận lời tỏ tình của Miyuki. Trước khi mọi chuyện kết thúc, Aoi nhờ bạn gửi tấm ảnh chụp ba người vào điện thoại của Shinichi và hy vọng họ sẽ nhớ về cô. Ngoài ra, cô cũng tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong những tựa game khác. Để tạo sự hưng phấn cho bạn, Aoi nói trong các game đó, cô không bị gan bang thì cũng dirty old man, thậm chí còn bestiality. Bạn đã thấy lứng chưa? Ở ending còn lại, khi người chơi chọn Miyuki thì câu chuyện sẽ kết thúc với cảnh Aoi biến mất, còn Miyuki tái trong tay với Shinichi. Cả hai không hề có bất kỳ ký ức nào về Aoi. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh cả ba chụp với nhau trong điện thoại, Miyuki lại bật khóc. Cuối cùng, Miyuki và Shinichi trao cho nhau một nụ hôn trên sân thượng và trò chơi chính thức khép lại tại đây. Hết game. Chotomete. Trong quá trình chơi, ta có thể thấy người Aoi yêu là Shinichi. Nhưng tại sao trong ending của Aoi, cô ấy lại hẹn gặp chúng ta ở những trò chơi 18 cộng khác? Miyuki cũng chẳng khá hơn, lúc nào cũng nói rất yêu Shinichi, nhưng có dịp là vác gậy nện người yêu ra bả. Chỉ tới đây tôi nhận ra một vấn đề rất thú vị. Đó là Aoi yêu Shinichi nhưng lại hẹn XYZ với người chơi. Còn Miyuki yêu người chơi nhưng lúc nào cũng chỉ đến với Shinichi. Vậy kết quả là gì? Là tôi bị chính nhân vật do mình điều khiển NTR chứ gì nữa. Theo lời giải thích của nhà sản xuất thì mục đích họ làm tựa game này là nhắc mọi người hãy luôn chung thủy. Nhưng nhắc nhở mọi người chung thủy bằng cách cho hai ending sặc mùi NTR với hàng tá những yếu tố thú vị trong JRV thì có hơi 3 chấm. Bài học rút ra ở đây là hãy cấm sừng người khác trước khi họ có dịp cấm sừng mình à. Đến đây tôi cảm thấy hơi mệt với cái lý thuyết NTR vô biên này rồi. Tóm lại, nếu bạn đang rảnh và muốn tìm một tựa game đáng yêu, dễ thương nhưng không kém phần trầm cảm thì chào mừng bạn đến với anh, em và cô ấy. Lời cuối cùng, nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên like và nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để ủng hộ Mọt nhanh chóng đạt 300.000 subscriber nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye!